Tổng thống Joe Biden có thể bị luận tội vì hoãn chuyển giao vũ khí cho Israel. Đảng Cộng Hòa đang sử dụng chính lời nói của Đảng Dân Chủ từ phiên tòa xét xử ông Donald Trump năm 2019 để chống lại Tổng thống Joe Biden. Một nghị sĩ Đảng Cộng Hòa đã đệ trình các điều khoản luận tội Tổng thống Mỹ Joe Biden vì đã từ chối giao vũ khí cho Israel, đưa ra chính xác cụm từ mà Đảng Dân Chủ từng sử dụng để luận tội cựu Tổng thống Donald Trump. Đầu tuần này, ông Biden nói với kênh CNN rằng chúng tôi sẽ không cung cấp vũ khí và đạn pháo cho Israel nếu nước này tiếp tục kế hoạch tấn công thành phố Rafah ở phía nam Gaza. Đảng Cộng Hòa nhanh chóng chỉ ra rằng Đảng Dân Chủ từng cáo buộc ông Trump lạm dụng quyền lực vì từ chối cung cấp gói viện trợ quân sự đã được Quốc hội phê duyệt vào năm 2019. Ông Joe Biden đang gây áp lực với Israel, đồng minh lớn nhất của chúng ta ở Trung Đông, bằng cách tạm dừng nguồn tài trợ đã được phê duyệt tại Hạ viện nếu họ không ngừng mọi hành động với Hamas, nghị sĩ Cory Mills, Florida, nói với Fox News hôm thứ 9, 5, thêm rằng đây là một trường hợp khá rõ ràng về có qua có lại, và Mills có ý định luận tội Biden về điều đó. Trong hôm 10 tháng 5, ông Mills đã thực hiện hóa lời đe dọa của mình, chính thức bắt đầu thủ tục luận tội tại Hạ viện Mỹ. Vi phạm lời thề thực hiện một cách trung thực chức vụ tổng thống và bảo vệ hiến pháp, Tổng thống Biden đã lạm dụng quyền lực của mình bằng cách gạ gẫm trao đổi có qua có lại với Israel, trong khi lợi dụng gói viện trợ quân sự quan trọng để thay đổi chính sách, theo ông Mills. Nghị sĩ Mills cũng đăng một bức ảnh lên X, trước đây là Twitter, cho thấy những ngôn từ tương tự từng được nghị sĩ Jerry Nadler, một đảng viên đảng Dân Chủ ở New York, sử dụng để chỉ trích ông Trump 5 năm trước. Đảng Dân Chủ, bên kiểm soát Hạ viện vào thời điểm đó, đã luận tội ông Trump trong một cuộc bỏ phiếu sau khi cáo buộc ông lạm dụng quyền lực. Họ cho rằng ông Trump đã đe dọa sẽ trì hoãn việc vận chuyển vũ khí đến Ukraine trừ khi Kiev làm rõ vụ sa thải một công tố viên đang điều tra một công ty đã thuê Hunter Biden, con trai của Tổng thống Biden. Ông Biden đã công khai nói về việc sa thải vị công tố viên nọ, nhưng khi ông đang trong cuộc đua giành đề cử tổng thống năm 2020 của đảng Dân Chủ, đảng này tuyên bố điều đó chẳng khác gì xúi giục can thiệp bầu cử. Cuộc luận tội ông Trump cuối cùng không đi đến đâu vì Thượng viện do đảng Cộng Hòa chiếm đa số từ chối kết tội ông vào tháng 2 năm 2020. Đảng Cộng Hòa hiện chiếm thế đa số mong manh tại Hạ viện, do vậy khó có thể phản đối các ưu tiên của đảng Dân Chủ. Kể cả khi ông Mills thuyết phục được Hạ viện luận tội ông Biden, rất có khả năng ông Biden sẽ được trắng án tại Thượng viện, do đảng Dân Chủ kiểm soát. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hãy đăng ký bật chuông để lại bình luận bên dưới và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.